Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta đến với một dự án Airdrop từ nền tảng của sàn Bitmax nhé. Vẫn tiếp tục là một kèo Airdrop đến từ nền tảng sàn Bitmax. Thì ở đây thì dự án này chúng ta sẽ nhận 150 cái token CAT. Thì để tham gia vào dự án rồi thì dự án này thì tất nhiên là mọi người cần phải đăng ký và KYC xác minh tài khoản trên sàn Bitmax nhé. Sau khi có được tài khoản rồi thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link Airdrop mình để dưới phần mô tả và làm các nhiệm vụ. Đầu tiên là follow Twitter trên Bitmax này. Đó. Thì với những ai đã từng làm những cái dự án đến từ sàn Bitmax thì mọi người đã từng follow rồi nhá. Thì mọi người cứ làm theo lần lượt các nhiệm vụ thôi. Sau đó quay lại này, follow Bitmax Exchange này. Tiếp theo thì mọi người sẽ follow của Bitcat Token. Rồi ở đây thì mọi người sẽ kích chọn follow cho mình. Rồi sau đó quay trở lại. Join vào Telegram của Bitmax này. Thì những ai đã làm dự án trước thì đã join rồi nhé. Sau đó thì join vào Telegram của Bitcat này. Rồi mọi người sẽ join vào nhóm này. Ok, quay trở về. Tiếp tục thì mọi người sẽ follow, like và retweet cái bài này của nó. Ở đây mọi người kích chọn like này. Rồi sau đó kích chọn retweet, chọn QS tweet này. Ở đây mọi người sẽ tag 5 người bạn vào, 3 người bạn vào cho mình nhé. Ok, bấm chọn tweet lại. Rồi sau đó thì mọi người sẽ mở cái tweet này ra. Rồi ở đây thì mọi người sẽ tiến hành chụp ảnh luôn cái màn hình này cho mình. Ok, sau đó thì mọi người sẽ quay trở về. Rồi, sau khi tweet xong thì mọi người sẽ bấm vào form để tiến hành điền form. Ở dưới này thì nó có một cái yêu cầu là đăng ký tài khoản nhé. Thì đường link đăng ký tài khoản và video hướng dẫn đăng ký mình có để dưới phần mô tả nhé. Rồi, mọi người bấm chọn vào điền form này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập username của Twitter. Tiếp tục mọi người nhập username của Telegram. Rồi sau đó mọi người sẽ nhập UID của sàn Bitmax. Thì UID của sàn Bitmax thì chắc là mọi người đã biết rồi đấy. Ở đây thì mọi người sẽ đăng nhập vào sàn Bitmax cho mình. Rồi sau đó bấm chọn vào hình đầu người góc trái này. Rồi bấm chọn vào cái mục Gmail này và copy UID, sau đó quay trở lại. Mọi người sẽ tiến hành dán cái UID vào đây. Và tiếp tục mọi người sẽ chèn cái bức ảnh mà mọi người đã retweet cái bài đăng của nó nhé. Chọn Pro. Rồi chọn tệp. Sau đó thì gửi cái bức ảnh đó lên. Rồi tiếp tục là mọi người bấm chọn gửi cho mình. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào cái dự án để nhận 150 cái token CAT đến từ nền tảng của sàn Bitmax. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.